Một siêu phẩm truyền hình mà bạn không thể bỏ qua. Bộ phim quy tụ và nam thần của làng điện ảnh Hoa ngữ: Trương Hàn, Dương Dương, Trần Vĩ Đình, Mao Tử Thần. Ngươi tự ý vượt ngục giết hại ba tánh vô tội, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Mưu đồ xoán ngôi. Thiên hạ của Đại Minh tới lúc phải đổi thành họ An. Đón xem Tứ Đại Danh Bộ lúc 20 giờ trên kênh chuyên phim cổ trang đặc sắc SCTV Phim Tổng Hợp.